Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, 2 năm sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò làm nên điều thần kỳ tại Thường Châu, Trung Quốc, biểu tượng thành công rõ nét nhất chính là bàn thắng cầu vồng tuyết của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan đã được bầu chọn làm biểu tượng của giải U23 châu Á. U23 Việt Nam trở lại với sự kiện đã trở thành viên gạch ban đầu đặt nền móng cho vô số thành công của họ trong suốt 2 năm qua. Nhưng giờ đây, thách thức đối với ông Park và các học trò đã lớn hơn gấp bội. Không còn yếu tố bất ngờ từ một tập thể vô danh vừa mới thất bại ở vòng bảng SEA Games 29, không còn giữ được bí mật với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 chứ danh từng giúp U23 Việt Nam lầm lũi tiến vào tới tận trận chung kết U23 châu Á 2018 và đã thành công ở hàng loạt giải châu Á và khu vực sau đó. Không còn ưu thế về chiều cao ở hàng phòng ngự để không chiến ghi bàn và chống không chiến ở giải đấu sắp tới, vì các đối thủ cũng chẳng thua kém gì, thậm chí là còn cao hơn chúng ta. Không còn sự phục vụ của những cầu thủ chất lượng và đặc biệt là dày dạn kinh nghiệm như là Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Văn Hậu, đầu bếp Park Hang-seo bắt buộc phải tìm ra công thức chiến thắng mới để chế biến món ăn mang tên thành công, phục vụ cho những thực khách là người hâm mộ Việt Nam đã nghiền cảm giác nhấm nháp và thưởng thức hương vị này suốt 2 năm qua. Những trận đấu vất vả của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua đã cho thấy bí quyết chiến thắng của thầy Park đã bị đối thủ nghiên cứu rất kỹ và dần dần tìm ra công thức bí mật. Sau trận chung kết với tuyển U22 Indonesia, có nhiều ý kiến chuyên môn đã đánh giá rằng ông Park rõ ràng đã nhận thấy sức mạnh tấn công của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh và số người tham gia tấn công là chưa đủ. Điều này càng cho thấy là vai trò quan trọng của Quang Hải ở trên hàng tiền vệ. Rút Hồ Tấn Tài ra và kéo Trọng Hoàng về đá biên phải. Tuy nhiên ông Park vẫn giữ ba trung vệ ở bên phần sân nhà, cho thấy là ông rất thận trọng với năng lực phản công của họ. Thông thường một huấn luyện viên khi đó sẽ rút một trung vệ ra và đá bốn hậu vệ, nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Đây cũng là một chỉ dấu cho thấy ông Park có phần quá thận trọng. Trong bối cảnh U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước tới 2-0 ở lượt cuối cùng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, ông Park và các học trò đã vượt qua tình thế hiểm nghèo đó, nhưng đồng thời cũng bộc lộ ra những hạn chế của đội bóng chúng ta. Thiếu đi Quang Hải, đội bóng mất đi nhân tố đột biến làm cầu nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo. Sơ đồ 3-4-3 với biến thể là 3-4-2-1 đã bị đối phương bắt bài. Một số chuyên gia bóng đá đã phân tích rằng một huấn luyện viên giỏi là người luôn biết cách chuẩn bị ít nhất hai phương án chiến thuật trước một đối thủ. Và chúng ta đã thấy là thế trận của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan đã thay đổi khi mà ông Park nhận thấy rằng đối thủ đã phong tỏa được một tiền đạo của chúng ta và có sự thay đổi nhanh chóng. Đó là việc Hà Đức Chinh vào sân và ngay lập tức U22 Việt Nam lấy lại được bóng dáng của mình. Ông Park cần làm mới không chỉ vì là hệ thống thi đấu của U23 Việt Nam đã bị đối phương nghiên cứu kỹ mà còn bởi nhân sự của đội bóng cũng có nhiều biến động. Trên thực tế, tại Asian Games 2018 và Asian Cup 2019, ông Park ở một số thời điểm nhất định đã cho các học trò chơi với hệ thống 3-5-2 hoặc là 4-1-4-1 hay là 4-4-2. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nói rằng 3-4-3 là sơ đồ mà tôi áp dụng cho tất cả các đội tuyển, không chỉ riêng gì cho U22. Có lúc tôi chuyển sang sơ đồ 3-5-2 và cả 4-4-2, nhưng dù có là đội hình nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là các con số. Điều quan trọng là đối thủ của chúng ta như thế nào, điều kiện con người của chúng ta có ra sao, sau đó tôi sẽ quyết định áp dụng sơ đồ chiến thuật nào vào từng hoàn cảnh cụ thể. Rất rõ ràng, những cầu thủ như là Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng sẽ không còn sát cánh với Quang Hải ở trong giải đấu sắp tới. Đình Trọng có thể trở lại, nhưng đội chắc chắn là thiếu hai cầu thủ chạy cánh quan trọng, đó là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Quang Hải có thể trở lại, nhưng phương án dự phòng cho cầu thủ này vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Có một điều rất may mắn là theo thông tin từ bác sĩ đội tuyển Trần Tuấn Anh đã cho biết rằng các cầu thủ đều đã ở tư thế sẵn sàng. Chuyến tập huấn vừa qua là rất bổ ích cho các cầu thủ. Những cầu thủ bị đau ở giải vừa qua như là Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng đều đã bình phục và có thể trở lại tập luyện cùng với đội. Trường hợp của Đình Trọng cũng chỉ mất thêm đến 1-2 tuần là có thể trở lại thi đấu bình thường. Điều kiện tập luyện và phục hồi của các cầu thủ rất tốt. Đến khi đội tới giải thì tôi tin là các cầu thủ đã ở tư thế sẵn sàng. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ lý do mà ông đưa đội sang Hàn Quốc để tập huấn, cũng chính là vì muốn tận dụng điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất ở quê nhà để giúp cho các cầu thủ của mình sớm bình phục chấn thương.
Sau SEA Games, đội có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm những địa điểm có thời tiết tương đồng với Thái Lan nhưng không thấy. Và tôi muốn những nơi có cơ sở vật chất thực sự tốt để giúp các học trò của mình có điều kiện phục hồi nhanh chóng. Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây. Sau chuyến tập huấn ở tại Hàn Quốc, tôi về thành phố Hồ Chí Minh rồi sang Thái Lan thật sớm. 3 tuần trước giải, tôi nghĩ là đủ cho đội làm quen với thời tiết ở Thái Lan. Ở Hàn Quốc, thời tiết lạnh hơn Hà Nội, nhưng mà chúng tôi đã tập dưới trời nắng ấm. Hơn nữa là khí hậu ở đây rất tốt, bữa ăn của các cầu thủ cũng có nhiều món hải sản. Dù đến Thái Lan với tư cách là Á quân của giải đấu, ông Park vẫn thận trọng bày tỏ là đội Á quân thì chúng ta được xếp vào nhóm hạt giống số 1, nhưng trong bảng đấu có UAE, Jordan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đều là những đối thủ có sự phát triển giống như Việt Nam. Tôi đặt mục tiêu là vượt qua vòng bảng và mục tiêu có điểm cho trận đầu tiên gặp UAE trước khi nghĩ đến những điều xa hơn. 2 năm đã trôi qua và giờ đây tại Thái Lan sẽ không còn tuyết trắng, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn đó quang hải và những ký ức rõ ràng, sinh động của đồng đội về một bàn thắng để đời. Và chúng ta cùng chờ mong kỳ tích sẽ lại xảy ra. Quang Hải cũng đã chia sẻ là cá nhân em thực sự nghĩ là rất lo lắng, vì mặt sân như vậy thì mình làm thế nào để ghi bàn đây? Rất may là trong trận đấu đó đội có được một quả đá phạt trực tiếp. Quả đá phạt trực tiếp đầu tiên của giải đấu và chúng em cũng có được một cái góc rất là lợi thế ở cái tình huống đá phạt đó. Lúc đó thì anh Xuân Trường đang cầm bóng và khi anh cầm bóng thì em chỉ nhìn vào mắt anh Trường. Em biết là anh ấy đang rất hiểu rằng em đang tự tin. Và anh em lúc đó cũng đã làm đủ mọi cách để có một điều kiện thuận lợi nhất để có thể thực hiện tốt quả đá phạt. Bởi mặt sân trơn trượt như vậy, nếu mà đặt trụ không chắc thì đứng còn không vững chứ đừng nói tới đá phạt nữa. Chúng em lúc đó đã nhanh chóng quay lại cào tuyết ra để cho Quang Hải thực hiện. Cái hình ảnh đó có ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà nhìn lại hình ảnh đó thì rất là xúc động, nêu lên được cái sự đoàn kết của toàn bộ tập thể. Cá nhân em thì là người thực hiện quả phạt đó, chỉ cố gắng để mình tập trung, có được sự tập trung cao nhất để kết thúc được một tình huống đó tốt nhất. Trong buổi tập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ lúc mà toàn đội trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chiến lược gia 60 tuổi của U23 Việt Nam cũng tỏ ra khá ưu tư khi mà thời gian chuẩn bị cho giải đấu ở Thái Lan chẳng còn nhiều thời gian nữa, cùng lúc là đội nhà cũng chưa ổn được như là mong muốn. Vấn đề lo lắng nhất đối với ông Park có lẽ vẫn là ở vị trí của Văn Hậu để lại khi mà cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan cho Heerenveen chắc chắn là sẽ không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ông Park không lo vai trò trung vệ của Văn Hậu để lại khi mà Đình Trọng cũng đủ sức để thay thế một cách hoàn hảo mà rơi vào vị trí hậu vệ cánh trái, bởi lúc này thì người được coi là tốt nhất là Thanh Thịnh thì vẫn chưa lành hẳn chấn thương. Nếu như Thanh Thịnh không kịp trở lại hoặc khó đảm bảo được phong độ cao nhất thì xem ra là không dễ để ông Park tìm ra được nhân tố thay thế, bất chấp rằng U23 Việt Nam lúc này có cả chục cái tên chơi ở hàng phòng ngự. Không chỉ có thế, thời gian cho các tân binh hòa nhập và thích nghi với sơ đồ chiến thuật mà thuyền trưởng U23 Việt Nam đặt ra có vẻ như là chưa đủ, bởi hơn một tuần trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc phần nhiều là phục hồi thể lực. Chỉ bằng những điều đã nói ở trên thì cũng đủ để ông Park đáng phải lo chứ không phải là đơn giản. Huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ ưu tư và lo lắng với U23 Việt Nam, những gì đang thấy từ các đối thủ cũng là điều mà khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc phải dốc toàn lực cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới đây. Bởi rõ ràng là dù cùng là vòng chung kết U23 châu Á, nhưng so với giải đấu ở Thường Châu cách đây 2 năm thì cuộc chiến tại Thái Lan tới đây khốc liệt hơn rất nhiều. Vào năm 2018, vòng chung kết U23 châu Á chỉ đơn thuần là một sân chơi dành cho cầu thủ trẻ. Sự chuẩn bị về nhân sự cho đến chuyên môn của phần lớn các đội bóng không hẳn là đã là quyết tâm nhất. Nhưng ở giải đấu tới đây tại Thái Lan lại quyết định đến việc tham dự Olympic Tokyo 2020, nên chắc chắn là những đội bóng có tham vọng giành vé giống như là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là không ít. Thế nên đừng ngạc nhiên khi mà UAE, Jordan hay là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đều đang chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất cho vòng chung kết U23 châu Á. Cùng lúc là U23 Việt Nam cũng không còn bất ngờ hay là ẩn số như là 2 năm về trước, để giải đấu tới đây sẽ là thách thức rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là U23 Việt Nam ngán ngại đối thủ nào cả. Thế nhưng mà để đảm bảo cho mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020, xem ra là chiến lược gia người Hàn Quốc còn phải chỉnh sửa rất nhiều trước khi bước vào trận đầu tiên gặp U23 UAE vào ngày 10 tháng 1. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn.
Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.